Em, Quốc Hùng xin kính chào tất cả các anh em yêu âm thanh trên toàn quốc. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2020. Thì bên âm thanh Quốc Hùng có về đáy QSC MX1500A. Thì ở clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em về cái dòng đáy của dòng này là dòng của Mỹ nha nè, QSC là của Mỹ. Và xuất Nhật nè, dòng Mỹ xuất Nhật nên là nó chạy điện 100V. Cái về cái dòng đáy này thì giờ thì em sẽ test chất âm nó trước với một bản nhạc không lời cho anh em thưởng thức và nghe được cái chất âm của con QSC này, và sau đó em sẽ giới thiệu với anh em về ruột gan cũng như là chi tiết về cái bên ngoài của nó. Đối với cái con QSC MX1500A này thì về bên em với tình trạng là rất là đẹp nha, còn rất là đẹp luôn, rất là mới. Và anh em theo dõi kênh thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em, cũng như là bấm vào chuông bên cạnh để cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà em đăng lên để anh em tham khảo cũng như lựa chọn cho mình những cái sản phẩm hoàn hảo để về anh em chơi trong gia đình và trưng bày để tôn thêm vẻ đẹp của cái căn phòng nghe nhạc và âm thanh của mình nha. Thì âm thanh của ông sẽ tuyển chọn những dòng sản phẩm cực chất và hay và đẹp xịn để anh em để phục vụ anh em nha. Rồi giờ thì mời anh em thưởng thức chất âm của nó và mời anh em đeo tai phone vào nha. Rồi thì anh em đã nghe qua băng test, nó là hoạt động rất là ok và chất âm nó rất là sạch sẽ và rất là hay nha nè, rất là chi tiết luôn. Thì hiện tại là con này thì em đang test trực tiếp từ điện thoại qua con đói này nha nè, test trực tiếp từ điện thoại qua con đói này luôn. Anh em thấy chất âm nó rất là tuyệt vời nha. Thì
Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua hai số điện thoại là 0799 459 979 và 0367648707. Thì con VSC MX 1500A này bên em bán với giá là 7 triệu nha nè, 7 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Sản phẩm cực đẹp và giá rất là kỳ là rẻ nha anh em, cực kỳ là mềm. Rồi bây giờ thì em sẽ quay về cái ngoại hình cũng như là ruột, sẽ giới thiệu về ruột gan nó cho anh em xem nha. Rồi thì em sẽ quay một vòng chi tiết về cái ngoại hình của nó cho xem, còn rất là mới nha. Trên này nó thì nó về thì nó còn cái những cái tem số vậy đó, thì em vẫn giữ nguyên bán nha anh em, vẫn giữ nguyên bán. Thì con này về chỉ vệ sinh thôi, vệ sinh rất là đẹp luôn. Đó, đây là trên nắp lưng nó nha, nắp lưng nó nha anh em, có những vết trời xước rất là nhỏ, không hề hắn gì nè anh em. Đó, con này trên nắp lưng đó còn rất là đẹp luôn. Những dòng đá bả thì không thể tránh trời trước được như thế này. Thì anh em chơi hàng bãi thì anh em phải thông cảm qua những cái dấu vết này. Nhưng còn mặt mũi nó còn rất là đẹp nha nè, mặt mũi thì còn rất là đẹp luôn, không một vết trời trước luôn nha. Đây là đằng sau của nó nha nè, rồi em đang đánh trực tiếp nè, đánh trực tiếp qua đó luôn nha. Đó, rất là đẹp. À, đây là số nha, những cái số seri đây. Đó. Thì đường vào của nó thì gồm hai rác sáu ly và một rác cái và những cái ngõ vào này thì chuyên ở bên Nhật nha, những dòng sản phẩm những cái dòng đỏ Nhật thì nó hay có cái đường này nha nè, nó hay có cái đường này. Đó. Rồi đây là cần gạt anh em chơi với chế độ steel và bài đưa. Đó. Đây là quạt gió nha nè, quạt gió chạy rất là êm luôn, cực kỳ êm nha. Quạt nó chạy quạt đôi, nó chạy quạt đôi nhưng mà cực kỳ êm nha anh em, cực kỳ êm. Đây là chạm lô còn rất là mới luôn. Thì con này đánh hai cặp lô nhưng với công suất của nó thì anh em có thể phối ghép đánh có thể hai đôi lô rất là hay nha anh em. Model nó này USC, đó USC nè, máy in USA. Model là MX1500A nha. Thì nó đánh 500W trên một kênh đối với lò 4 ohm, thì đối với lò 8 ohm thì anh em có thể nhân đôi lên, nó là 1000W nha nè. Anh em nào mà chơi lò 8 ohm thì nó lên tới 1000W nha. Thì công suất nó là cực khủng nha nè, cực kỳ khủng luôn. Đây là số seri nó, và điện là điện 100W nha nè. Anh em nên nhớ là hàng này là hàng Mỹ xuất Nhật nha anh em, Mỹ xuất Nhật điện 100V. Anh em để ý cái đó và cho anh em có cái cắm nhầm điện nha. Rồi, giờ em sẽ mở cái ruột gan của nó ra cho anh em xem. Ở đây anh em, thì em đã mở ruột gan nó là làm cho anh em xem ruột gan nó nha. Đó, những linh kiện và vĩ mạch như sexy và còn rất là mới luôn. Đó. Chạy hai chạy một cái tụ nguồn, nói là chạy một viên thớ nguồn nguồn đôi nha nè, viên thớ đôi bánh chân rất là to.
rất là khủng nha, hơn cả găng tay của em luôn. Đó. Và 8 con tụ lộc. Tụ lộc này là nó là tụ Mỹ nha anh em, dưới ra. Dưới ra luôn nha. 15.000 mi nha. Đây là giấy sò gồm 12 con sò thang lớn và 12 con sò thang nhỏ. Tức là nó chạy 24 sò thang nha nè, 24 sò thang. Đó. Và anh em biết thì giờ những dòng sò thang này công suất nó đánh công suất rất là khủng. Em sẽ quay cận cảnh để anh em thấy rõ. Còn rất là mới nha nè. Một sản phẩm cực chất nha nè, cực là chất, cực đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Những cái này thì nó cái vết sơn trên tân phu nha nè. Lâu ngày qua thời gian thì nó bong lên à, chứ không phải là reset đâu nha nè. Lớp sơn cho nè à. Anh em có thấy, có thể thấy là hai cái quạt, hai quạt đôi này mà nó chạy rất là êm nha, cực kỳ êm luôn. Nên anh em có thể nghe nhạc rất là tuyệt vời. Những dòng bên em tiếng về cho anh em thì có kết hợp karaoke gia đình kết hợp với nghe nhạc là cực kỳ hay nha nè. Anh em có thể nghe thấy những cái âm thanh rất là chi tiết mọi khi em test trực tiếp qua con đói này. Rồi thì với con đói này thì em bán với giá là 7 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em. Và chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở clip lần sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.